này thiện hiện những gì là tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc của như lai ứng tránh đẳng giác này thiện hiện móng tay thế tôn hẹp dài mỏng mềm sáng trong sạch đẹp như hoa đồng đỏ đó là vẻ đẹp thứ nhất các ngón tay chân thế tôn tròn nhọn dài ngay thẳng mềm mại chẳng thấy đốt nóng, đó là vẻ đẹp thứ hai, tay chân thế tôn ở giữa các ngón đều đầy khít như nhau không khác, đó là vẻ đẹp thứ ba, tay chân thế tôn tròn đầy như ý, mềm sạch sáng mịn, sắc như hoa sen đó là vẻ đẹp thứ tư gân mạch thế tôn kết cấu chắc chắn ẩn sâu chẳng thấy đó là vẻ đẹp thứ năm hai mắt cá thế tôn đều ẩn chẳng hiện đó là vẻ đẹp thứ sáu thế tôn bước đi thẳng tới thong thả như long tượng chúa đó là vẻ đẹp thứ bảy thế tôn bước đi oai dung nghiêm chỉnh như sư tử chúa đó là vẻ đẹp thứ tám thế tôn bước đi thong thả bình an chẳng dài chẳng ngắn giống như châu chúa đó là vẻ đẹp thứ chín thế tôn bước đi tới rừng đúng phép giống như ngỗng chúa đó là vẻ đẹp thứ mười thế tôn ngó lại luôn quay sang hữu giống như long tượng chúa toàn thân chuyển theo đó là vẻ đẹp thứ mười một lóng đốt thế tôn thứ lớp tròn trịa xếp đặt khéo léo đó là vẻ đẹp thứ mười hai lóng xương thế tôn giao kết không hở giống như long bàng đó là vẻ đẹp thứ mười ba bánh xe đầu gối thế tôn xếp đặt khéo léo chắc chắn đầy đủ đó là vẻ đẹp thứ mười bốn chỗ kín của Thế Tôn vân vẻ đẹp đẽ, oai thế đầy đủ viên mãn thanh tịnh, đó là vẻ đẹp thứ 15, thân Thế Tôn nhuận trơn, mềm mại, sáng láng, sạch đẹp, bụi bậm chẳng dính, đó là vẻ đẹp thứ 16, dung mạo Thế Tôn đôn hậu, nghiêm túc, không sợ, thường chẳng khiếp nhược đó là vẻ đẹp thứ 17. Thân thế tôn chắc chắn dày nặng, thiện tướng hòa nhau, đó là vẻ đẹp thứ 18. Thân thế tôn an định, đầy đặn, chẳng từng lay động, viên mãn không hoại, đó là vẻ đẹp thứ 19. Thân tướng thế tôn giống như chúa tiên, toàn thân đoan nghiêm sáng sạch, không u ám đó là vẻ đẹp thứ hai mươi thân thế tôn có vầng sáng chung quanh khi đi lại thường tự chiếu sáng đó là vẻ đẹp thứ hai mươi bụng thế tôn vuông vắn không thiếu mềm mại chẳng lộ các tướng trang nghiêm đó là vẻ đẹp thứ hai mươi hai rốn thế tôn sâu xoắn về phía hữu tròn đẹp sạch sẽ sáng láng đó là vẻ đẹp thứ hai mươi ba rốn thế tôn dày chẳng lõm chẳng lòi trung quanh đẹp đẽ đó là vẻ đẹp thứ hai mươi bốn da thế tôn không có ghẻ ngứa cũng không ghẻ ruồi biếu, vân vân các bệnh đó là vẻ đẹp thứ hai mươi lăm bàn tay thế tôn đầy đặn mềm mại lòng bàn chân bằng phẳng đó là vẻ đẹp thứ hai mươi sáu vân tay thế tôn sâu dài rõ thẳng tươi nhuận chẳng đứt đoạn đó là vẻ đẹp thứ hai mươi bảy sắc môi thế tôn sáng nhuận đỏ tươi như quả tần bà trên dưới tương xứng đó là vẻ đẹp thứ hai mươi tám diện môn thế tôn chẳng dài chẳng ngắn chẳng lớn chẳng nhỏ vừa vặn trang nghiêm đó là vẻ đẹp thứ hai mươi chín tướng lưỡi thế tôn mềm mại rộng dài màu như đồng đỏ đó là vẻ đẹp thứ ba mươi thế tôn phát tiếng oai lực rèn vang sâu xa như voi chúa giống rõ ràng trong suốt đó là vẻ đẹp thứ ba mươi mốt âm vận thế tôn êm dịu tròn đầy như tiếng vang trong hang sâu đó là vẻ đẹp thứ ba mươi hai mũi thế tôn cao dài mà ngay thẳng lỗ mũi không lộ đó là vẻ đẹp thứ ba mươi ba các răng thế tôn đều đặn ngay ngắn trắng đẹp đó là vẻ đẹp thứ 34. Các răng cửa thế tôn tròn trắng sáng sạch nhọn bén đó là vẻ đẹp thứ 35. Mắt thế tôn sạch sẽ trong sáng rõ ràng đó là vẻ đẹp thứ 36. Nhãn tướng thế tôn dài rộng giống như lá hoa sen xanh rất khả ái đó là vẻ đẹp thứ 37, mi mắt thế tôn trên dưới ngay ngắn, dày rậm chẳng trắng, đó là vẻ đẹp thứ 38, hai mày thế tôn dài chẳng trắng, nhỏ mềm mại, đó là vẻ đẹp thứ 39, đôi mày thế tôn đẹp đẽ thuận chiều xanh biếc màu lưu ly, li. đó là vẻ đẹp thứ 40, đôi mày thế tôn cao rõ sáng nhuận, hình như vầng trăng đầu tháng, đó là vẻ đẹp thứ 41. Tai thế tôn dày, rộng lớn, dài, trái tai tròn trịa, đó là vẻ đẹp thứ 42 hai tai Thế Tôn tươi đẹp bằng thẳng, không có khuyết tật, đó là vẻ đẹp thứ 43, dung nghi Thế Tôn có thể khiến người thấy đều xanh kính mến, không tổn, không giảm, đó là vẻ đẹp thứ 44. Chán Thế Tôn rộng, tròn đầy, bằng phẳng, hình tướng đẹp đẽ, đó là vẻ đẹp thứ 45. Thân Thế Tôn nửa trên viên mãn như sư tử chúa, oai nghiêm, không ai sánh kịp đó là vẻ đẹp thứ 46. Tóc Thế Tôn dài xanh biếc, dày rậm chẳng bạc đó là vẻ đẹp thứ 47. Tóc Thế Tôn thơm sạch nhỏ mềm nhuận mướt, xoắn quanh đó là vẻ đẹp thứ 48. Tóc Thế Tôn bằng thẳng không rối cũng không dính chùm đó là vẻ đẹp thứ 49. Tóc Thế Tôn bền chắc không đứt, vĩnh viễn không dụng đó là vẻ đẹp thứ 50, tóc thế tôn trơn mướt, đẹp đẽ, bụi bặm chẳng bám, đó là vẻ đẹp thứ 51, thân thế tôn vững vàng, đầy đạn hơn thân na la diên, đó là vẻ đẹp thứ 52, thân thế tôn dài lớn ngay ngắn, đó là vẻ đẹp thứ 53, các khiếu thế tôn sạch sẽ tròn đẹp. Đó là vẻ đẹp thứ năm mươi bốn Thân chi thế tôn thế lực thù thắng không ai sánh bằng Đó là vẻ đẹp thứ năm mươi Thân tướng thế tôn mọi người ưa nhìn thường không nhàm chán, đó là vẻ đẹp thứ 56. Khuôn mặt thế tôn dài rộng đúng chỗ, trong trẻo sáng láng như ánh trăng tròn mùa thu, đó là vẻ đẹp thứ 57. Nhan mạo thế tôn thư thái sáng tỏ, mỉm cười trước khi nói chỉ hướng thẳng không quay lui, đó là vẻ đẹp thứ 58. Diện mạo thế tôn sáng láng vui vẻ, không có các khuyết tật như nhăn nheo xanh đỏ vân vân đó là vẻ đẹp thứ 59, da thế tôn sạch sẽ không bẩn, thường không hôi hám, đó là vẻ đẹp thứ 60, các lỗ chân lông trong thân thế tôn, thường xuất ra mùi hương như ý vi diệu, đó là vẻ đẹp thứ 61, diện môn thế tôn thường tỏa ra mùi hương tối thượng thủ thắng, đó là vẻ đẹp thứ 62, tướng đầu thế tôn tròn trịa đẹp đẽ như quả mạc đạt na cũng như lọng trời đó là vẻ đẹp thứ sáu mươi ba lông thân thế tôn xanh biếc sáng sạch như cổ chim công vẻ đẹp như màu đồng đỏ đó là vẻ đẹp thứ sáu mươi bốn pháp âm thế tôn tùy theo chúng lớn nhỏ chẳng tăng chẳng giảm đúng lý không sai đó là vẻ đẹp thứ sáu mươi lăm Tướng đỉnh Thế Tôn không thể thấy được, đó là vẻ đẹp thứ 66. Tay chân Thế Tôn, ngón màng phân minh, trang nghiêm đẹp đẽ như màu đồng đỏ, đó là vẻ đẹp thứ 67. Thế Tôn khi đi chân cách đất chừng bốn ngón tay, mà hiện in dấu, đó là vẻ đẹp thứ 68. Thế Tôn tự giữ vững không cần người đỡ, thân không trao động, cũng chẳng siêu ngã, đó là vẻ đẹp thứ 69, oai đức thế tôn chấn động tất cả, kẻ ác tâm thấy thì mừng, người sợ sệt thấy an ổn, đó là vẻ đẹp thứ 70, âm thanh thế tôn chẳng cao chẳng thấp, tùy theo chúng sanh hòa vui ban lời đó là vẻ đẹp thứ 71 thế tôn thường tùy theo các loài hữu tình dùng âm thanh vừa ý mà vì họ thuyết pháp đó là vẻ đẹp thứ 72 thế tôn diễn thuyết chánh pháp bằng một âm tùy theo loài hữu tình khiến đều hiểu rõ đó là vẻ đẹp thứ 73 thế tôn thuyết pháp đều y cứ vào thứ lớp chắc chắn có nhân duyên, lời nói đều thiện, đó là vẻ đẹp thứ 74. Thế tôn quán khắp các loại hữu tình, khen ngợi điều thiện, chê bai việc ác, mà không thương ghét, đó là vẻ đẹp thứ 75. Thế tôn làm việc gì trước quán xét, sau mới làm đầy đủ khuôn phép, khiến biết thiện tịnh. Đó là vẻ đẹp thứ 76, tướng tốt thế tôn, tất cả hữu tình không có thể thấy hết. Đó là vẻ đẹp thứ 77, xương ót thế tôn cứng chắc tròn đầy đó là vẻ đẹp thứ bảy mươi tám dung nhan thế tôn thường trẻ chẳng già ưa dạo chỗ cũ đó là vẻ đẹp thứ bảy mươi chín tay chân và trước ngực thế tôn đều có đức tướng cát tường xoay quanh vân như thêu họa sắc giống đá đỏ đó là vẻ đẹp thứ tám mươi này thiện hiện đó gọi là tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc